Nào, chúng mày cút hết ra để anh đổ ít đất ra nào. Nào, lựa ngay yêu tôi kia. Từ từ để anh đổ đã. Đấy, xoay. Rồi, chuyện nghiệp chưa? Nào, bây giờ quay đầu nào. Nhìn đây, xem anh mình quay đầu đây. Hả? Thấy chưa? Đấy, đẳng cấp chưa? À, con mèo ngu ngốc rồi mình ăn làm cái gì? Mày không biết ra là để tao ăn cho mày xem. Đấy, ăn nó phải nhanh như thế này. Úi giời, nào. Tiếp nào, úi giời, úi, chuyện nghiệp chưa? Úi, rồi, chuyện nghiệp rồi, úi, rồi. Ôi, nhưng mà anh Tây đã đốt pháo. Ôi, chạy đi, đốt xong rồi thì phải chạy chứ không nó nổ chết bây giờ. Nào, núp đi, núp cho kỹ vào. Nào, xem sao. Đâu, À, cục thịt di động này ngon này này. Ngoạm một phát trong chiếc. Ui, em đùa tí là anh chào anh em vậy. Máy bay phản lực bay sao kìa. Ui già, bay xa thế nhỉ. Ui, suka như vtk. Này, để mình cho các bạn biết thế nào mới là lưu hành cái bẩn này. Này, mày cầm đấy. Người ta nó dùng hung khí đánh cho kia. Ôi rồi, đúng mẹ, thế không chơi sao? Đúng mẹ, chơi kì vậy. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem siêu nhân nhá. Đấy, anh siêu nhân này. Ê, anh đi đâu vậy? Cứu kìa, mày cút mẹ ra, xe đứt phanh rồi. Cút, tránh đường, nào, quay dễ không? Cút. Và sau đây là một vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc ở khu vui sở thú. Ui ạ. Mẹ ơi, cái cột nó đánh con kìa. Mẹ, bây giờ đi. Mẹ mày chứ, cái thằng mà thượng đế là cái con quay. Mẹ mày, 3 giờ đêm rồi mày còn bắt bố mày làm ạ. Mẹ mày, 3 giờ đêm rồi mày còn không ngủ mày. Ăn gì, cái thằng là thượng đế là không có đời sau rồi chứ. Mẹ mày. Và sau đây chúng ta sẽ được xem ông Lao đánh cá trong truyền thuyết. Vâng, và đây là con cá ông đánh. Ui. What? What the fuck? Có gì đặc biệt xảy ra đây? Ui. Ô. Cái gì vậy? Này con cá để đây làm cái gì để tao dọn à, đúng rồi này chân dép này cũng để đây làm gì tao dọn luôn chứ. Ồ, có phải như một bữa cơm. Ui rồi ui đúng là một bữa ăn đậm chất nghệ thuật.